cả nhà, nay con gái làm bánh mì chảo nha con cả nhà. Đấy, xúc xích, trứng. Hủ cà tê đâu con? Chưa lấy nữa. Con lấy hủ cà tê liền. Hủ cà tê bỏ xíu hại 4 góc. Tỏi. Này là pate nha cả nhà. Bỏ 4 2 cục xíu mại vô hai bên. Đang lấy nước. Rồi, cho nước vô nữa là vừa rồi đó con, chín rồi đó. Cho vô cái mại đúng rồi. Này gọi là bánh mì chảo nha cả nhà. Rồi tắt bếp hết. Đi ra đây lấy mạnh. Rồi để dưa leo vô. Không hấp tắt, không hấp tắt.